Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc Tân Sửu năm 2021, chiều nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng gặp mặt thân mật người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Dự buổi gặp mặt có Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Trong không khí rộn ràng của mùa xuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh thông báo khái quát đến các vị khách nước ngoài tình hình kinh tế xã hội của thành phố năm 2020, năm đặc biệt khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19. Trong đó, điểm sáng của hoạt động đầu tư là vốn đầu tư khu vực FDI tăng gần 38% so với năm 2019. Về công nghiệp, giá trị gia tăng ngành sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng gần 45%, khu vực dịch vụ tăng đáng kể. Đặc biệt trong năm 2020, thành phố tổ chức lễ ký kết thiết lập quan hệ với thành phố Gold Coast của Úc bằng hình thức trực tuyến. Như vậy đến nay, Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hợp tác chính thức với 45 địa phương của 20 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Năm 2021, thành phố chọn chủ đề là năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế. Lãnh đạo thành phố mong muốn luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài trên chặng đường khôi phục tăng trưởng của thành phố. Tại buổi gặp mặt, bà Hy Tuệ, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng đánh giá cao kết quả phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22 đã thành công tốt đẹp, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục làm cầu nối, thắt chặt và phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa Đà Nẵng với các địa phương của Trung Quốc. Đại diện các vị khách nước ngoài cũng đã dành những lời chúc tốt đẹp đến lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, chúc thành phố tiếp tục phát triển trong năm 2021. Tại buổi gặp mặt, Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen cho 36 tổ chức, 16 cá nhân có nhiều đóng góp vào sự phát triển của thành phố trong năm 2020.